chậm á. Báo cáo tứ bề im lặng, chúng ta có thể hành động rồi. Thì như mọi người nãy có thể nghe thấy thì đầu clip là những cái tiếng khoan cắt rất là ồn ào. Bây giờ việc đợi ăn uống của chúng tôi có 1 tiếng đồng hồ để làm việc, phải làm nhanh gọn lẹ, không thì những âm thanh nó lại xuất hiện. Nói chung là phải bị khó khăn những ngày này. Rồi thôi để về chương trình chính. Hai xin chào mọi người, Gia Phú và Mèo rất vui để chào đón cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Travel. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không ở trên Instagram nữa, cũng không ở trên fanpage, mà mình đã nhảy vô ứng dụng mới nữa là nào. Thì mình mới vừa phát hiện một cái tiệm này bán rất là nhiều loại bún, mà bún này là bún của miền Bắc. Thì mình sẽ gọi một món bún và một cái món ăn kèm chơi để gửi đến cho mọi người và các bạn. Trước khi xem tiếp, mọi người nhớ like, share cũng như là nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh nha. Đừng quên like fanpage, Instagram cũng như là fanpage ăn uống của tụi mình. Tụi mình mới tạo cái nick trên TikTok nữa. Team của Travel, mọi người nhớ đăng ký, ai có chơi TikTok đăng ký luôn nha. Đây là 2 phần đồ ăn mà Phú mới vừa đặt và nó đã giao tới trong vòng thì cái giờ là giờ cao điểm cho nên khoảng mất 25 phút để tài xế nhận và ship. Bây giờ mình sẽ chia sẻ. Đây là cái Now, cái app Now mà nãy mình lên đây mình đăng ký. Thì tiệm này có tên là Bún Cô Chi, địa chỉ là 170/2 Hòa Hưng, phường 13, quận 10. Có số điện thoại ở trên fanpage luôn là Bún Cô Chi ấy, nhưng mà chỉ giao hàng trong vòng 1 km thôi. Đó là của chủ quán. Đó, cái hình mọi người thấy trên đây đấy là cái món mà mình đặt. Ở đây sẽ có rất là nhiều loại bún. Đó là bún thang, bún mọc, bún cá lóc chiên giòn, bún chả giò tôm thịt, bún ngũ vị là cái bún mà hồi nãy mình mới đặt. Sao nói này nó mất hình rồi. Bún dạ cày, bún chả, bún ếch ôm măng mình thấy cũng ngon lắm, 52.000. Bún cá rô đồng, bún tôm, bún cá ngừ, chuyên các loại bún luôn. Có món bún đó đặc biệt là bún thang và bún bung. Bún hến nữa, nhiều bún lắm đó, quá trời bún. Chùm bún luôn rồi, chùm bún luôn. Rồi thì hồi nãy Phú đã chọn một cái phần bún ngũ vị đây và một cái chả, 5 cái chả giò đó, 5 cái chả giò. Thì mình sau khi mình bấm giao hàng á, bị một cái á, là ở đây nó sẽ tính thêm cái phí dịch vụ và cái phí ship tài xế nữa đó. Nếu mà phí dịch vụ là 6.000 và phí vận chuyển là 15.000 từ ở trên Hòa Hưng xuống tới đây. Tổng chi phí mình bỏ ra là 133.000. Chà, dịch vụ ăn ở nhà có vẻ hơi bị tốn hơn 21.000. Đúng là 112.000 một phần này. Rồi, thì bây giờ khui ra thôi. Chương trình nữ công gia chánh xin phép được bắt đầu. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ bày trí để mà chả giò. Chả giò một phần cũng cho rau quá trời nè. Ý một cái bị héo rồi. Loại cái này sao nó bự quá. Lót ở đây. Đó. Không dây trắng. Là xếp sao ta? Không biết xếp sao luôn. Sự là chả giò chắc sẽ để ở giữa hả? Không, cái nhúm rau này để ở giữa thường là như vậy. Rau đây nhiều quá. Khổ thật. Từ ngày đi ra ngoài quán ăn là có người làm hết. Để mà muốn buôn bán không? Mình muốn buôn bán cũng phải bày trí nó thiệt là đẹp đẽ. Rồi để gì đỡ gì đi. Chả giò thì chắc là mình sẽ cắt phân nửa ra để mọi người hình dung. Rồi bây giờ để cho tô bún đẹp thì mình phải gấp đồ ăn ra thôi. Ý, ở trên đây thấy con gì có lá chanh nữa. Cơm. Rồi. Thì phải khéo léo. Đó, vẫn để được cái bề mặt. Ồ, bún quá trời. Rồi. Rồi, xếp lên. Sò huyết. Chả cá. Con tôm. Mứt. Chả cá tới 3-4 miếng. Sò huyết được 2 con. Chả đó. Thơm đấy. Xong rồi. Okay. Rồi xong rồi. Thì bày trí cũng đã xong. Bây giờ chắc là mình sẽ chia sẻ là một tí xíu. Thì bún cô chi này bán từ 6 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Trước mắt là mình thấy như vậy. Mình không có thấy được cái giờ bán buổi chiều. Thì cái tô bún này á, nếu mà mua tại chỗ là 40.000. Mua về, mua đem về á, là sẽ có thêm tính tiền 2.000 tiền hộp nữa. Đó là nếu mà mua mình đi ngang mình mua. Còn nếu mà đặt trên như nãy là có tính thêm phí. Còn cái phần chả giò này á, là 14.000 một cuốn. Nó hơi mắc nhiều, nó cũng có một cái lý do là tại sao mình lựa cái món chả giò này. Vì trong cái chả giò tôm thịt này là họ sử dụng nguyên một con tôm luôn ở trong cái cuốn chả giò. Rồi thì hy vọng là trong cái mùa dịch này với những cái clip này mình gửi được đến cho mọi người là một cái món ăn tinh thần trong cái, để mà hy vọng mọi người chúng ta sẽ đỡ chán nản hơn khi mà ở nhà, cũng như là bữa ăn sẽ thêm ngon miệng hơn khi mà chúng ta vừa xem clip, chúng ta vừa ăn những cái món ăn mà chúng ta nấu ở nhà. Rồi, rất cảm ơn mọi người các bạn rất là nhiều. Bây giờ xin cho Phú và Mèo xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bún ngũ vị và chả giò. Tiết mục luôn có. Thật ra thì mình cũng rửa rất là nhiều lần luôn á. Mình rửa về hy vào để mọi người cũng đôi khi chúng ta sẽ hay quên. Hy vọng là như vậy nè, để chúng ta tự nhắc với nhau mình nhớ để mình rửa tay trong cái giai đoạn mà khó khăn như vậy. Ê, chắc là bây giờ mình ăn chả giò trước đi hả? Ok. Rồi, để mình kiếm cái chả giò mà có hình con tôm cho mọi người đây. 14.000 đây, nó có con tôm ở trong đây nè. Đó, mọi người thấy đỏ không? Mình sẽ ăn không chứ nha. Cái chả giò rất là thơm luôn á. Để mình coi có dầu không. Dầu cũng có nhưng mà nó không có nhiều. Có gì cái ăn cọng rau nay không có kêu sân sượng, không có bút cọng rau nó được. Thôi mình ăn rau đây đi. Wow, tính ra cái chả giò này mà ghép lại thì nó cũng dài đó mọi người. 14.000. Cái lớp vỏ bánh tráng ngoài á, cuốn á rất là mỏng, ăn rất là giòn tan luôn. Nhưng thịt ở trong có bún nè, nấm nè, thịt nè, tôm nè, rất là thơm. Cuốn chả giò rất là chất lượng. Rồi mềm vô cùng. Ăn cái miếng rau kèm cuốn chả giò. Có cái này mình hỏi mọi người không biết là sao nha, là mọi người có thích nghe những âm thanh khi mà ăn đồ ăn hay không? Mình không có biết đó, thực sự là mình thấy là có nhiều người thì không thích cái tiếng chép miệng. Nhưng mà thật sự mình chia sẻ là trước giờ là tại cái mình không có chép miệng lớn, mình ăn mình nhai rất là nhỏ luôn. Mà do cái mi nó gắn ở đây nè, nó thu tiếng rất là rõ, cho nên cái tiếng chép mình các bạn nghe sẽ nó hơi lớn. Thậm chí bây giờ cái đổi qua cái mi này và cái không gian bữa giờ quay nó yên tĩnh cho nên cái âm thanh nó lại càng lớn hơn nữa. Bữa nay mình hạn chế, mình cũng để cái mi nó xa ra. Đó. Không biết là mọi người có thích nghe âm thanh ngay không? Tại vì mình thấy nhiều người cũng nói là ăn mà cái dạng mukbang gì đó, nghe những âm thanh đó thì nó sẽ kích thích vị giác hơn. Đó. Nếu mà mọi người cho tụi mình cái cảm nhận phía dưới nha, để tụi mình có thể cân đo đong đếm lại. Đây, cái này vậy nè. Quay cái mặt. Đúng không? Tôm làm đấy, này có con tôm này. Đó. Tôm. Chấm nước mắm. Bỏ miếng rau lên. Nước mắm này là do là theo kiểu Bắc á, cho nên nước mắm nó sẽ hơi mặn nhẹ một tí xíu. Rồi bên này mình để mi như bình thường nè, mình nhai không có chép là nó vẫn nhào vô âm thanh này nha. Đó, chả giò ngon 14.000. Tuy cái này nó hơi mắc một tí xíu, nhưng mà cái chả giò ăn rất là ok vô cùng. Những cái nhân ở trong nó đầy ụ luôn. Chả bánh tráng ngoài thì mềm, giòn, giòn tan. Mà mua về người ta cũng cho rau là cũng khá khá để mình ăn kèm. Rồi, ăn tô bún này thôi. Tô bún này. Tô bún này là bún ngũ vị. Mình thấy có nhiều loại bún, mình thấy bún ngũ vị nhìn nó hấp dẫn đó, mình gọi thử chứ cô không biết món bún này ngoài Bắc là bún gì. 2, 3, 4 miếng chả cá. Sầu huyết này thì mình hỏi là sầu huyết lai. Nhưng mà cái nên cho nên cái con nó sẽ bự hơn một tí xíu. Rồi. Mực 2 miếng, 1 con tôm. Hết rồi, hình như hơi bị thất vọng là hình như là theo như mình được biết là có một cái chén nước sốt me để chấm những cái này. Nhưng mà lại không có. Chắc anh ship giao quên rồi, mọi người có gì nhớ ghi rõ, ghi chú. Mùi rất là thơm mà nó thanh lắm. Cái nước lèo nè mọi người nhìn thấy không, nó trong, nó màu đục đục. Hồi sớm nó trong hơn, thì giờ bỏ vô thì nó mất cái màu đó rồi. Nước lèo lạ quá, nó ngọt ngọt và cái vị chua, cái chua của nó là chua thanh, nhưng mà cái chua nó không, mình không biết là bắt nguồn từ cái chua gì á. Nó có một tí xíu giống như là me, nhưng mà lại không phải, nó không có rõ vị như là cái me. Thơm lắm, ngọt chua thanh, tuyệt vời. Bây giờ chắc mình lấy nước chấm, mình chấm nước mắm kia đi. Nhiều khi không có chép, tại vì thật sự những cái món này nè, nó có nước trong á, vừa vô miệng thì nó phát ra tiếng rồi. Áp lực lắm. Mình phải cân đo đong đếm nhiều ý kiến của mọi người á. Nên mong mọi người cũng thông cảm cho nha, tụi mình nha. Chua chua, thanh thanh, có ngò gai, ở sớm thì mình thấy có lá chanh nữa. Vị chua, đúng rồi, vị chua trong này cũng có vị chua của chanh. Chấm này không đây. Không biết. Không hợp giờ cũng phải. Không hợp cũng phải hợp. Ăn sò tươi á. Ăn chả cá. Ủa chả cá này giống như trong có nhồi gì. Chả cá này không có dai nhiều, nó mềm lắm. Và hình như á, trong chả cá có thì là trộn chung. Đúng rồi, trong cái chả cá nó trộn chung cái thì là. Cái này so với cái món bún tôm Hải Phòng hôm bữa thì cái chả cá này nó sẽ không, nó không có độ, chắc là quết, chưa có đủ độ dai. Cái này dai vừa nhẹ lắm, mềm như thịt vậy á. Mà đặc biệt là nhét rau thì là ở trong rất là nhiều. Ăn lại cắn một cái là mọi người sẽ cảm nhận được cái mùi thì là nó dậy lên trong miệng mình luôn. Sợi bún ở đây là sử dụng sợi bún nhỏ. Đó, mọi người không bị dữ. Rau thì ăn giá với salad. Hey. Rất là tươi, săn chắc, cắn mà sật luôn á. Tôm mình chưa muốn ăn con tôm đâu thiệt. Một con duy nhất, một con duy nhất. Thường những cái đồ ngon mình để cuối cùng mình mới ăn, chỉ một con duy nhất. Wow, gì tôm á, thịt á, săn. Con tôm này được mình ăn thấy là được luộc chín á, luộc ý là luộc nước sôi á, nước sôi riêng á, rồi để lột vỏ ra thôi á. Vì mình ăn mình cảm nhận được cái vị ngọt của tôm. Không biết sao này gọi là ngũ vị ha, chắc là để coi. Sò, tôm, mực, chả cá là 4 vị rồi. Nước lèo là 5 vị. Đúng không vậy? Chắc vậy. Còn không thì trong nước lèo là có 5 vị gì đó. Không biết khán giả có ai biết món này không? Không biết là mọi người có biết ai biết món này không? Nói chung là món của miền Bắc. Tại mình thấy nó lạ quá, cái những nguyên liệu ngon quá. Ăn thêm miếng chả giò. Cạp rau, đó, điều mới đã nè. Úi xùi. Thôi đây. Vâng, và hôm nay bạn Phú cũng chỉ mua một phần thôi. Ê! Gì? Mới rút được đâu ra cái áo giáp ba vậy bạn? Rút trong thùng thính. Mình đang run. Tưởng tượng thôi chứ ghế này không có massage. Bây giờ người nhức mỏi quá, tưởng tượng thì có đang ngồi ghế massage chơi gì đó. Mặc giáp. Rồi thì ngày hôm nay nói chung là kiếm được một món bún khá là, nói chung là chuẩn bị miền Bắc á. Tại vì mình ăn á, tại vì nếu mà mọi người mà lưu ý cái món bún mà mình mới vừa ăn á thì nó sẽ vị chua thanh. Nhưng mà khi mà bỏ một ít bún vô nữa thì cái độ chua nó sẽ tăng thêm một ít. Cho nên và bún rất là nhiều, cho nên mọi người lưu ý cái món này. Nếu mà ai mà không ăn chua quen thì hãy lựa cái món những cái món bún còn lại. Về các nguyên liệu thì mình từ chả giò trên nãy mình ăn mình thấy rất là sạch sẽ và chất lượng. Giá thì nó có thể cái cuốn chả giò 14.000 thì nó có thể hơi cao một tí, nhưng mà ăn phải nói là xứng đáng. Tô bún thì chỉ có 40.000 thôi nếu mà không tính mình đi ship. Nói chung là trong cái mùa này giờ mua ship, mua online thì nó cũng hơi giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn một tí. Nhưng mà buộc chúng ta cũng phải chấp nhận để chúng ta thay đổi khẩu vị hàng ngày. Chứ ăn mà ở trong nhà thì cũng sẽ hết đồ ăn, thế nhưng cảm giác nó cũng bức bí nữa, nó khó chịu. Rồi thì mình cũng có một cái thông tin vậy thì tức là trong bây giờ trong cái mùa vậy nó cũng hơi khó khăn thì chúng ta cùng chung tay với ai mà các bạn nào mà có xem kênh tụi mình mà có bán hàng online á thì mọi người có thể inbox fanpage của tụi mình để mình sẽ kết hợp với nhau mình chia sẻ cái việc mà bán những món hàng online của các bạn, tất cả mọi người mà đồ ăn đó nha, chứ không phải là mấy cái khác đâu nha. Đừng kem trộn mà mỹ phẩm này nọ. Dạ nhưng mà mình cũng nói trước là thì tức là những món ăn đó mình cũng sẽ phải sàng lọc nữa để rồi mình coi xem nó có phù hợp với trên YouTube hay không rồi mình mới đồng ý. Nói chung là mình cứ inbox fanpage đi rồi chúng ta trò chuyện với nhau. Rồi rất cảm ơn cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã xem clip nãy đến giờ. Luôn nhớ rằng trải nghiệm chính là cách sống tốt nhất và một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người và các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp.